Hey yo, xin chào bạn, mình sẽ đến với video tiếp theo. Và video này là tôi chơi I Do One em ạ. Ok, và tôi sẽ chọn một map nào đó để chơi. Tôi sẽ chọn map mái em ạ. Ok, vào luôn. Let's go. Em biết game này thì anh em comment xuống dưới nhá. Và để lại một like, subscribe nào anh em. Ok, giờ vào video. Lom rom. Mũ thật nguyền à. Đánh cả hai thủ luôn. Sở chim game. Đi cha. Lom rom. Múa. Mấy em vào đây nào. Thế mày cho mày dạy à? Đi ra đây. Rồi. Ok, chiến tiếp mà anh em ạ. Ok, bắt đầu. Mẹ, có hai bản sao mít tập đi kìa. Mày đánh ai nhỉ? Hai cái thằng Little Bean làm sao này? Địt con mẹ mày. Cút. Ra đây. Mày ra đây! Tuổi đồn sánh vai! Các bạn trẻ con mẹ mày đánh ai? Đồng ý. Dậy ơi.
xanh luôn. Cắn lén tập thể này. Mẹ ông cắn lén tao. Mình đấm hay vậy. Dầm ba cái này giúp tôi 5 triệu rồi. Giúp tôi đến chưa? Địt nghẽ lắm còn một. Địt nghẽ mà ăn sốt. Địt nghẽ mà ăn sốt. Ăn sốt à? Ăn sốt à? Vãi đời. Thêm hit nữa là chết. Ít con mẹ bị xúc và chơi one shot. Ít mẹ còn chết, con mẹ còn một đống luôn. Cút. Mẹ còn bốn con dạy rồi. Múa cái địch cụ của mình. Mẹ còn mẹ em. Mấy cái thằng lính rồi. Dậy. Địch mẹ mày ngu học à. Chết một sút. Nghịch. Vãi nốn. Mày ơi.
múa. Ý, con mẹ mày múa nhỉ. Con mẹ mày vào đây. Mẹ nó chơi cắn lén. Mẹ em xúc vào. Mẹ mày dạy với tao. Mẹ mày dạy với tao. Mẹ nhà mày vào đây. Mẹ mày vào đây. Chết một mắt. Tốc độ đánh của bọn này nó cũng quái lùn nha. Chính xác của chúng nó là cao quá. Đi cho cơ. Mày chơi cắn thì bố cũng cắn luôn. Làm đéo gì nhau. Tôi làm đéo gì nhau. Địt mẹ mày ra đây. Địt mẹ mày ra đây. Quan văn dân. Và ok, và đấy là game IZONE. Chơi game đánh nhau rất là nhiều. Và video đến đây hết rồi. Cảm ơn các bạn xem video tôi. Nếu thấy like, subscribe, nhớ thích, bấm chuông nhá. Cảm ơn các bạn. Chào bạn. Bye bye.